Hoa hậu thế giới Myanmar 2017 EIKIDER tờ khai NG sẽ đến Việt Nam. Với mục tiêu quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới, một hành trình khám phá điểm đến mới sẽ chính thức diễn ra từ ngày 3/10/2019 với 20 khách mời nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. 20 khách mời nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới, đó là các travel blogger, nhiếp ảnh gia, tác giả sách, đều là những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng yêu du lịch thế giới sẽ cùng tham gia hành trình khám phá Việt Nam. Một vài cái tên khách mời nổi tiếng, đó là Hoa hậu thế giới Myanmar 2017, EIKIDER tờ khai NG, nhiếp ảnh gia du lịch người Pháp, Vu Thế Dơ Kham với hàng triệu người theo dõi trên kênh Instagram, travel blogger xinh đẹp Chơ Di Linh đến từ Mỹ, cặp đôi nổi tiếng Xavier và Am, Katie Diết Ý, Skrf Liay đến từ Mỹ. Và còn nhiều cái tên thú vị nữa cũng sẽ góp mặt trong hành trình Hello World Thăng Năm, Việt Nam ơi, sẽ khám phá các điểm đến, tưởng quen mà lạ, trên khắp giải đất chữ S thân thương. Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng ẩn chứa bao nhiêu điều kỳ thú mà ngay chính bản thân người Việt còn chưa khám phá hết, nơi đây gây thương nhớ cho du khách bởi thiên nhiên hùng vĩ xanh tươi, văn hóa vùng miền phong phú và người dân thân thiện, mến khách. Các khách mời nổi tiếng trên thế giới khám phá và quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam xinh đẹp đi qua TP. Hồ Chí Minh sôi động với điểm nhấn mới mẻ là huyện Cần Giờ, hay tới tỉnh Thừa Thiên Huế nơi có TP, Huế cổ kính và bãi biển Lăng Cô tuyệt đẹp. Hành trình khám phá điểm đến mới Hello World Thăng Năm được phát động và tổ chức bởi tạp chí du lịch song ngữ Anh Việt Wanderlustis dưới sự chỉ đạo của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.